Xin kính chào quý vị khán giả, bây giờ là thời lượng cho chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Bế mạc phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 sau hơn 8 ngày làm việc. Bộ Ngoại giao lần đầu tiên công bố sách xanh ngoại giao Việt Nam nhằm giới thiệu chính sách đối ngoại và những thành tựu nổi bật về đối ngoại của Việt Nam trong năm qua. Thị trường tài chính Việt Nam đang chứng kiến sự đổ bộ của các ngân hàng nước ngoài, tạo sức ép cạnh tranh ngày càng gia tăng đối với các ngân hàng trong nước. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Sau hơn 8 ngày làm việc và đã hoàn thành chương trình đề ra, vào sáng ngày 22 tháng 9, phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã bế mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 dự kiến khai mạc vào ngày 22 tháng 10 năm 2016. Đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các cơ quan chủ trì soạn thảo, các cơ quan thẩm tra cùng phối hợp với các cơ quan hữu quan để chuẩn bị, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện tất cả các dự án luật, dự thảo nghị quyết, dự thảo báo cáo để trình ra kỳ họp Quốc hội sắp tới. Ngoài ra, có hai nội dung sẽ tiếp tục được trình ra tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý ba dự án luật gồm Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Luật Đấu giá tài sản, Luật Về hội. Đề nghị Ủy ban thẩm tra các dự án luật này tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và báo cáo với Bộ Chính trị để hoàn thiện các dự án. Trước khi trình ra Quốc hội, các dự án phải được gửi tới các đoàn đại biểu Quốc hội trước 20 ngày để nghiên cứu. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến 10 dự án luật và một dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, gồm Luật Thủy lợi, Luật Đường sắt sửa đổi, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi, Luật Quy hoạch, Luật Quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Trợ giúp pháp lý sửa đổi, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước sửa đổi, Luật Du lịch sửa đổi, nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Sau khi xem xét thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với sự cần thiết ban hành các dự án luật này và nhận thấy đủ điều kiện để trình ra Quốc hội thảo luận lần đầu. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan thẩm tra tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ dự án luật. Trước đó, theo chương trình làm việc của phiên họp thứ 3 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến vào dự thảo luật về hội. Một trong những thay đổi đáng kể trong dự thảo luật về hội lần này, đó là các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, người nước ngoài cư trú và làm việc tại Việt Nam sẽ là đối tượng được luật điều chỉnh, điều mà dự luật năm ngoái không quy định. Theo nhiều đại biểu, với phạm vi điều chỉnh được mở rộng như vậy thì luật đã cụ thể hóa được các nội dung quy định trong Hiến pháp năm 2013, đó là người nước ngoài cư trú và làm việc tại Việt Nam được nhà nước bảo hộ các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật của Việt Nam. Sau hơn 20 năm, cả nước đã có khoảng 600 tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối và Ủy ban về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý. Hiện các tổ chức này mỗi năm giải ngân khoảng 300 triệu đô la Mỹ cho các dự án hỗ trợ nhân đạo, giảm nghèo. Việc mở rộng đối tượng điều chỉnh là các tổ chức phi chính phủ vào dự thảo luật lần này góp phần ghi nhận và khuyến khích các tổ chức này tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, thực hiện công ước về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. Trong thời gian vừa qua thì các cái hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam đã có những cái đóng góp mà tôi cho cũng đáng ghi nhận đối với kinh tế xã hội của các cái vùng miền còn khó khăn của chúng ta. Cho nên là tôi cho cái việc mà ghi nhận họ để tiếp tục có những cái thúc đẩy, họ có những cái đóng góp vào cái phát triển kinh tế xã hội của chúng ta là một việc làm cần thiết. Tuy nhiên, để các tổ chức phi chính phủ, cá nhân người nước ngoài vào phạm vi điều chỉnh trong dự thảo luật lần này vẫn còn ý kiến băn khoăn. Vì theo Hiến pháp 2013 thì chỉ có công dân Việt Nam mới có quyền lập hội. Giải đáp những băn khoăn này, ông Nguyễn Khắc Định, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng: cái việc cho cá nhân tổ chức nước ngoài là cái việc cần thiết. Một là tổ chức nước ngoài thì ta cho rồi, Nghị định 08 năm 2018. Cái thứ hai, cá nhân thì ta chưa cho. Nhưng mà trong quan hệ quốc tế hiện nay, hôm vừa rồi là chúng tôi có lấy ý kiến Bộ Ngoại giao thì cũng rất thống nhất cái này. Lý do là trong hội nhập quốc tế ngày nay thì cá nhân Việt Nam, công dân Việt Nam ở nước ngoài đã được
tham gia các hội của người nước ngoài và đã được tự lập ra cái hội của mình. Đấy, thì cái này cũng là nguyên tắc có đi có lại. Theo dự thảo luật thì việc quản lý các tổ chức này sẽ có thay đổi và điều này khiến cho các đại biểu Quốc hội bày tỏ lo ngại liệu có sự xáo trộn. Trước nay thì phải nói là cái này giao cho Bộ Ngoại giao làm khá tốt, không chỉ quản lý mà còn vận động các cái tổ chức, vận động nó vào Việt Nam mình. Thì cái chỗ này thì để ông Bộ Ngoại giao làm có lẽ tốt hơn là ông Bộ Nội vụ. Còn trong này chúng ta chỉ vì cái việc mà có cái hội này ra để muốn gom tất cả vào một cái bộ để quản lý. Thế bây giờ chúng ta lại thay đổi lại chuyển nội thì tôi cho là e rằng chúng ta có cái băn khoăn gì đó. Việc đưa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào thì quy định về trình tự thủ tục thành lập thế nào cho hợp lý. Trong khi ban soạn thảo chỉ đặt vấn đề về quản lý trong quá trình hoạt động trong nước, còn toàn bộ khâu thành lập, vận hành quỹ, điều hành quỹ đều được thực hiện ở nước ngoài thì vấn đề quản lý được đặt ra như thế nào? Sau khi được tiếp thu tại phiên họp này, dự thảo luật về hội dự kiến sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14 và sẽ được thông qua tại kỳ họp này. Sáng ngày 22 tháng 9, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp đoàn đại biểu Quốc hội Đan Mạch do bà Eva Kier Hansen, nghị sĩ Quốc hội Đan Mạch làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển tích cực quan hệ hợp tác với Đan Mạch trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Đan Mạch thiết lập quan hệ đối tác toàn diện vào năm 2013. Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam là nước đang phát triển và có mức thu nhập trung bình, chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Việt Nam mong muốn Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm trong tăng trưởng xanh, bảo vệ môi trường, nghiên cứu, trắc nghiệm, quy hoạch, ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp Việt Nam tăng trưởng, phát triển bền vững. Phó Chủ tịch cũng đã ghi nhận chương trình hợp tác, quản trị công và cải cách hành chính do Đan Mạch tài trợ. Trao đổi với Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, nghị sĩ Eva Kier Hansen cho biết, khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu-EU được thông qua, các doanh nghiệp Đan Mạch rất quan tâm và muốn thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam. Hiện Việt Nam và Đan Mạch có nhiều mối quan tâm chung như là biến đổi khí hậu, môi trường và phát triển kinh tế. Đan Mạch sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực này. Vào sáng cùng ngày tại Hà Nội, thì Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ công bố sách xanh ngoại giao Việt Nam năm 2015. Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao đã tổ chức công bố sách xanh ngoại giao Việt Nam nhằm giới thiệu những chính sách đối ngoại cũng như những thành tựu nổi bật về đối ngoại của Việt Nam trong năm vừa qua. Ngoại giao đa phương, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước là chủ đề của Ngoại giao Việt Nam trong năm 2015. Đây cũng là điểm nhấn xuyên suốt trong cuốn sách xanh ngoại giao Việt Nam 2015. Cuốn sách gồm 6 chương, nội dung khái quát về tình hình thế giới, khu vực, cũng như chính sách và những thành tựu đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Những thông tin mà cuốn sách truyền tải sẽ phần nào giúp hiểu rõ hơn về chính sách đối ngoại, các hoạt động ngoại giao của Việt Nam. Trong đó có nhiều hoạt động được lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam tham gia. Vì sự nghiệp chung của dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Sách xanh Ngoại giao Việt Nam 2015 không chỉ điểm lại công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2015, mà còn nhìn lại hành trình 5 năm vừa qua. Nổi bật trong số đó có thể kể đến việc Việt Nam đã hoàn thành xây dựng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước và đối tác toàn diện với 10 nước. Trong đó có nhiều nước lớn và có tầm ảnh hưởng quan trọng ở khu vực và trên thế giới. Thông qua các cái khuôn khổ quan hệ của đối tác này, thì Việt Nam đã gia tăng cái tốc độ đan xen về lợi ích chiến lược với các nước lớn có ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới, cũng như đối với các nước láng giềng. Điều này đã góp phần giúp chúng ta giữ vững được môi trường hòa bình ổn định, đồng thời tranh thủ được các cái nguồn lực hết sức quan trọng cho phục vụ phát triển đất nước. Cuốn sách cũng phân tích 7 điểm mới trong đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 12. Trong đó, đáng chú ý là mục tiêu bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc và xây dựng ngành ngoại giao kiến tạo phát triển. Việc phát hành sách xanh ngoại giao Việt Nam 2015 nhằm giúp nhân dân trong nước cũng như bạn bè thế giới hiểu rõ hơn về chính sách đối ngoại, các hoạt động ngoại giao của Việt Nam. Trong đó có nhiều hoạt động được lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước Việt Nam tham gia vì sự nghiệp chung của dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.
Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga ngày 21 tháng 9 tại thành phố Saint Petersburg, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Igor Suvalov đã chủ trì khóa họp lần thứ 19 Ủy ban Liên chính phủ Việt-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật. Đánh giá tình hình hợp tác chung, hai phó thủ tướng nhất trí cho rằng các dự án hợp tác trọng điểm cơ bản được triển khai tốt, trong đó có các lĩnh vực dầu khí, năng lượng, công nghiệp v.v. Hai đồng chủ tịch Ủy ban Liên chính phủ đã thống nhất các biện pháp triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khai khoáng, tài chính ngân hàng, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo. Chỉ đạo để tổ công tác cấp cao Việt-Nga rà soát danh mục dự án ưu tiên đầu tư đã được thông qua, thúc đẩy triển khai các dự án có triển vọng. Đến nay, trong danh mục các dự án đầu tư ưu tiên có 21 dự án, trong đó có các dự án triển khai khá tốt trong lĩnh vực năng lượng, một số dự án có nhiều tiềm năng trong lĩnh vực giao thông vận tải và xây dựng. Ngoài ra, hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp của nhau, đặc biệt là sẽ khẩn trương đàm phán thỏa thuận về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nhập khẩu này. Nhân dịp này, hai phó thủ tướng đã ký biên bản khóa họp lần thứ 19 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Liên bang Nga. Ngày 22 tháng 9, ông Hoàng Bình Quân, trưởng ban đối ngoại Trung ương, đã tiếp đoàn đại biểu cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc do ông Trương Chí Nam, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phúc Kiến làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc. Việc giữ gìn và thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển lành mạnh, ổn định là trách nhiệm chung của cả hai bên, phù hợp với lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước. Đồng thời mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước, trong đó có tỉnh Phúc Kiến, sẽ tiếp tục được thúc đẩy và có những bước phát triển tích cực. Ông Trương Chí Nam khẳng định, chuyến thăm nhằm thực hiện thỏa thuận giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Phúc Kiến với các địa phương của Việt Nam. Về quan hệ song phương, phía Trung Quốc hết sức trân trọng mối quan hệ láng giềng hữu nghị, truyền thống với Việt Nam. Hai bên cùng nỗ lực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao, thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác thực chất giữa các địa phương trên các lĩnh vực. Trong chuyến thăm, đoàn đã có cuộc làm việc với Ban Kinh tế Trung ương, thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác như kinh tế, thương mại, đầu tư du lịch. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cũng đã có buổi tiếp kiến Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen nhân chuyến thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Hun Sen mong muốn Việt Nam và Campuchia sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, cũng như đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia đã không chỉ đóng góp về kinh tế mà còn tham gia công tác xã hội rất tích cực. Thủ tướng mong muốn hai bên sẽ cùng xử lý can nhiễu tần số phát thanh và truyền hình, tiếp tục hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý mạng xã hội, phối hợp trong tuyên truyền quan điểm chính thống của hai đảng, hai nhà nước về mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia. Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cảm ơn Thủ tướng Hun Sen đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ và ủng hộ cho các chương trình hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trong thời gian vừa qua. Trong chuyến công tác lần này, hai bên đã ký 4 văn kiện hợp tác về lĩnh vực thông tin, bưu chính viễn thông, an toàn thông tin và hợp tác giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tổng công ty Viễn thông Campuchia. Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ thông tin về tình hình Biển Đông thời gian gần đây và tiến trình Việt Nam thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Bộ Công Thương kiến nghị ban hành quy định yêu cầu bảo hành bảo dưỡng chính hãng đối với đăng ký lưu hành ô tô. Các bên liên quan có ý kiến như thế nào về kiến nghị này? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Chiều ngày 22 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ. Tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên trong và ngoài nước về tình hình Biển Đông thời gian gần đây, cũng như thông tin thêm về tiến trình Việt Nam thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Tại buổi họp báo, đề cập đến phản ứng của Việt Nam trước việc gần đây Đài Loan Trung Quốc xây dựng một số cơ sở trên đảo Ba Bình thuộc chủ quyền của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình khẳng định, việc làm của phía Đài Loan Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và cần chấm dứt ngay để không làm phức tạp thêm tình hình. Tôi xin khẳng định rằng là Việt Nam cũng đã nhiều lần khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. Và vì vậy, việc phía Đài Loan chiếm đóng và tiến hành các hoạt động tại khu vực này là hoàn toàn phi pháp và xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam kiên quyết phản đối. Như các bạn đã biết,
thì khu vực Biển Đông là tuyến đường biển huyết mạch của khu vực cũng như trên thế giới. Và vì vậy, tất cả các nước trong và ngoài khu vực đều có lợi ích cũng như có trách nhiệm trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực này. Trả lời câu hỏi của phóng viên báo chí về tiến trình Việt Nam thông qua Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương TPP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết hiện chưa có thông tin chính xác về vấn đề này. Hiện Việt Nam đang nỗ lực hoàn tất quy trình sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo thực thi hiệu quả và đầy đủ các cam kết của mình trong TPP. Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cũng đã thông tin về tình hình cộng đồng người Việt tại Campuchia và một số hoạt động ngoại giao khác. Cũng trong ngày 22 tháng 9, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự theo trình tự phúc thẩm, xét xử công khai vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân theo quy định tại Điều 258 Bộ Luật Hình sự đối với Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy theo đơn kháng cáo của các bị cáo đối với bản án sơ thẩm. Đối tượng Nguyễn Hữu Vinh, sinh năm 1956, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội. Đối tượng Nguyễn Thị Minh Thúy, sinh năm 1980, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội. Có 6 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy tại phiên tòa. Theo cáo trạng, tháng 9 năm 2013 và tháng 1 năm 2014, Nguyễn Hữu Vinh đã đăng ký, thành lập, quản trị và sử dụng 2 blog tại trang chủ wordpress.com. Sau đó lợi dụng quyền tự do ngôn luận, Nguyễn Hữu Vinh đã chia sẻ quyền quản trị và chỉ đạo Nguyễn Thị Minh Thúy đăng trên 2 blog này 24 bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, bôi nhọ các cá nhân, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đưa ra cái nhìn bi quan một chiều, gây hoang mang lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân. Tại tòa, các luật sư bảo vệ cho các bị cáo đã phát biểu bài bào chữa, cho rằng chứng cứ kết tội đối với các bị cáo là chưa rõ ràng, các bị cáo không phạm tội như bản án sơ thẩm đã tuyên. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy đã phạm vào tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Vì vậy, bản án sơ thẩm của Tòa án Nhân dân Hà Nội đã tuyên phạt đối với các bị cáo là đúng người, đúng tội. Đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giữ quyền công tố tại tòa đề nghị giữ nguyên quyết định truy tố như bản án sơ thẩm. Căn cứ vào hồ sơ, chứng cứ, tài liệu mà các cơ quan tố tụng thu thập được, hội đồng xét xử nhận thấy có đủ cơ sở để bác đơn kháng cáo của các bị cáo. Chiều cùng ngày, thay mặt hội đồng xét xử, chủ tọa đã đọc bản tuyên án đối với các bị cáo với các hình phạt cụ thể dành cho các bị cáo như sau: Nguyễn Hữu Vinh 5 năm tù giam, Nguyễn Thị Minh Thúy 3 năm tù giam. Chuyển sang một thông tin kinh tế đáng chú ý. Thị trường tài chính Việt Nam chứng kiến sự đổ bộ của các ngân hàng nước ngoài kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa ngành ngân hàng theo cam kết hội nhập quốc tế. Vì vậy, sức ép cạnh tranh đối với các ngân hàng trong nước ngày càng gia tăng, buộc các ngân hàng này phải có những chiến lược phù hợp để cạnh tranh và giành lại thị phần. Tháng 8 vừa rồi, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận nguyên tắc hoạt động 100% vốn nước ngoài của ngân hàng Uri từ Hàn Quốc sau 3 năm ngân hàng này tiến hành các thủ tục đăng ký thành lập. Giống như nhiều ngân hàng ngoại khác, lý do để ngân hàng này quyết định thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam là vì nhận thấy ngành ngân hàng tại đây có tiềm năng lớn. Thị trường tài chính Việt Nam hiện nay ngày một lớn mạnh. Bên cạnh đó, hoạt động giáo dục liên kết với Hàn Quốc cũng phát triển nên nhu cầu về tài chính cũng tăng theo. Đây là một điểm thuận lợi cho ngân hàng của chúng tôi. Nếu ngân hàng này nhận được giấy phép hoạt động chính thức, sẽ có 7 ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam. Hiện nay, có 50 chi nhánh ngân hàng nước ngoài và văn phòng đại diện của 50 ngân hàng và liên doanh ngân hàng nước ngoài khác đang kinh doanh tại Việt Nam. Điều này đã và đang gây ra sức ép cạnh tranh lớn đối với các ngân hàng nội địa. Sức ép cạnh tranh lớn hơn đối với ngân hàng nội. Hiện nay là ngân hàng nước ngoài người ta cũng không những chỉ phục vụ cái đối tượng khách hàng nước ngoài mà cả trong nước. Đặc biệt là các tập đoàn, tổng công ty lớn cũng như là những cái tư nhân giàu có và một số khách hàng tư nhân có chọn lọc. Thị phần của khối ngân hàng ngoại hiện nay là khoảng 11%, năm 2009 là 9%. Theo các chuyên gia, tốc độ gia tăng thị phần này là chưa lớn, vì vậy không đáng lo ngại. Thị phần chưa lớn nhưng mà xu hướng và tiềm năng nó sẽ tăng lên. Các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hay nói gọn lại là ngân hàng nội sẽ chịu một cái sức ép cạnh tranh là giảm thị phần. Không phải vì thế mà tỏ ra là lo ngại. Tôi cho là thêm các cái đối thủ cạnh tranh thì các ngân hàng Việt Nam tồn tại và phát triển thì chỉ có điều kiện mà lớn lên mà thôi. Để cạnh tranh với các ngân hàng ngoại,
chuyên gia cho rằng các ngân hàng thương mại trong nước cần có những chiến lược phù hợp về đào tạo nguồn nhân lực, phát triển công nghệ thông tin, đưa ra những sản phẩm dịch vụ phù hợp cho từng phân khúc khách hàng và đặc biệt là nâng cao khả năng quản trị rủi ro. Song song với việc phát triển cái thị phần, phát triển cái kinh doanh của mình thì cũng phải làm tốt cái quản lý rủi ro. Đặc biệt trong bối cảnh là hệ thống ngân hàng Việt Nam thời gian vừa qua đã bộc lộ một số những yếu kém về lỗ hổng trong quản lý rủi ro và khiến cho nợ xấu cũng lại tăng, rồi lợi nhuận giảm và cũng đã xảy ra hiện tượng chảy máu chất xám. Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng việc tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng nội cũng là một giải pháp giúp các ngân hàng này nâng cao năng lực tài chính, cải thiện tính minh bạch, khả năng quản trị rủi ro cũng như chất lượng sản phẩm dịch vụ. Mới đây, tại buổi làm việc với lãnh đạo của 16 quỹ đầu tư lớn nhất Hồng Kông, Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết Việt Nam có thể sẽ tăng tỷ lệ này lên trên 30%. Như chúng tôi đã thông tin, hiện nay Bộ Công Thương đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng về việc giao Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định tất cả các loại ô tô không được phép đăng ký lưu hành tại Việt Nam nếu không được bảo hành bảo dưỡng bởi chính hãng hoặc đơn vị do chính hãng ủy quyền. Mục đích của điều kiện này được Bộ Công Thương giải thích là để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo an toàn giao thông. Vậy hiện nay chúng ta đang sử dụng quyền bảo dưỡng sửa chữa xe như thế nào và trách nhiệm pháp lý đảm bảo an toàn giao thông cho xe ô tô đang được luật định ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu về kiến nghị này của Bộ Công Thương trong phóng sự sau đây. Nhiều người sử dụng ô tô thích sửa chữa xe của mình tại các gara tư nhân hơn là tại các gara do chính hãng lập ra. Như mình đã sửa ấy, thì chính hãng thì thường là cái dịch vụ chi phí nó hơi cao. Và thứ hai là nhiều khi là xe đông cho nên là mình thường phải thời gian đợi chờ. Chọn phương án mà giá nó rẻ mà hợp lý mà nhanh chóng thì ra ngoài. Sự cố ấy, mà những cái nhỏ thì mình có thể sửa chữa ở những cái cửa hàng thuận tiện ở bên đường. Và để có khách thì hiện nay nhiều gara tư nhân cũng phải đầu tư hiện đại và bài bản. Để đáp ứng được cái yêu cầu khách hàng về dịch vụ thì đương nhiên là cái thiết bị chuyên dùng bọn tôi cũng phải sắm đầy đủ. Và đội ngũ kỹ thuật viên sử dụng cái thiết bị đấy cũng rất là được đào tạo. Sau khi sửa chữa, chiếc xe có đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường hay không thì luật giao thông đường bộ có quy định rõ. Các cơ sở đăng kiểm chịu trách nhiệm về chất lượng kỹ thuật, an toàn, bảo vệ môi trường của xe ô tô. Trong quá trình sửa chữa ấy, thì chủ xe thì có thể là đến bất cứ gara nào để sửa chữa. Thế tuy nhiên thì cái sửa chữa đó ấy, thì nó phải đảm bảo chất lượng ở chỗ là thứ nhất ấy, là một số cái vật tư phụ tùng là có kiểm soát. Cái thứ hai nữa ấy, là sau khi kiểm tra bảo sửa chữa bảo dưỡng ấy, thì phải có kiểm tra nghiệm thu xuất xưởng của đơn vị sản xuất. Việc chứng nhận an toàn của ô tô đã có cơ quan đăng kiểm chịu trách nhiệm. Bởi vậy, các chuyên gia nhận định việc chủ xe ô tô lựa chọn sửa ở gara nào là quyền của chủ xe và gara cung cấp dịch vụ bảo hành bảo dưỡng của mình ra sao phải được xem thuần túy là một hoạt động kinh tế thị trường. Và đề xuất của Bộ Công Thương về việc đăng ký lưu hành xe ô tô cần phải được chính hãng hoặc đơn vị do chính hãng ủy quyền đứng ra bảo hành bảo dưỡng đã gây ra bất bình đẳng trong cạnh tranh tại thị trường kinh doanh ô tô cũng như dịch vụ sửa chữa. Salon ô tô rồi các cái mặt hàng kinh doanh mua bán ô tô rất lớn tiền rồi, bây giờ đầu tư vào một cái xưởng sửa chữa nữa thì không doanh nghiệp nào gọi là nhỏ mà chịu đựng nổi. Thì thực sự cái này chỉ có các hãng lớn họ sẽ mới có đủ tiềm lực tài chính người ta đầu tư. Cái đấy là cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty mà ngoài hãng. Và trực tiếp nhất vẫn là ảnh hưởng đến cái sử dụng dịch vụ của khách hàng. Kiến nghị này của Bộ Công Thương vẫn đang chờ Thủ tướng cho ý kiến chỉ đạo. Và hiện nay, Bộ Giao thông Vận tải cũng đang chưa có phản hồi gì về đề xuất này của Bộ Công Thương. Chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị đừng quên truy cập vào địa chỉ website vtv4.vn hoặc kênh YouTube để theo dõi lại chương trình này. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.